chọn Gia Hiếu cùng quý khán giả. Chính phủ vừa có nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo đó sẽ xem xét giảm thuế giá trị gia tăng và tiếp tục rà soát mức giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong nửa đầu năm 2024. Cụ thể thì chính phủ tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng 2%, xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như đã áp dụng trong năm 2023 và đề nghị giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo Quốc hội cho phép bổ sung nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình một kỳ họp. Tại đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang được đánh giá là một điểm sáng khi phát triển du lịch. Hoạt động này đã tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Đó là kết quả phấn khởi sau 5 năm triển khai nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phóng viên Công Khoa sẽ thông tin chi tiết. Thời gian gần đây khi mà đến với Kiên Giang thì quý khán giả sẽ bắt gặp rất nhiều những dự án ở lĩnh vực dịch vụ du lịch để đầu tư một cách quy mô như thế này. Đến nay thì địa phương đang triển khai 317 dự án với tổng diện tích hơn 9.600 hectare. Từ hoạt động này đã giúp giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động trực tiếp. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 66.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hơn 6% một năm. Bên cạnh khai thác tiềm năng sẵn có, địa phương cũng chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, giúp kết nối đến các khu điểm du lịch. Đặc biệt là tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, đổi mới sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch cho địa phương. Hiện tỉnh Kiên Giang cũng đang triển khai đề án cơ cấu lại ngành du lịch và xây dựng đề án Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Mục tiêu của tỉnh Kiên Giang là phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón hơn 10 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng. Các điểm đến tại địa phương sẽ được đầu tư một cách chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển một cách bền vững. Một trong những yếu tố thu hút khách du lịch đó là môi trường. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư cũng là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình dân vận khéo đã được xây dựng và nhân rộng tại xã Dương Tơ của đảo Ngọc Phú Quốc, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Từ đó tạo nên sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của người dân, chung tay vì môi trường xanh, sạch đẹp. Những năm về trước, tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, đường nhỏ hẹp, xe thu gom rác không thể vào được. Vì thế, người dân có thói quen vứt rác trong khu dân cư, kênh mương, dọc các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước thực trạng trên, lãnh đạo ấp Suối Lớn đã vận động người dân xây dựng tổ thu gom rác, bố trí việc dọn dẹp rác định kỳ 2 lần mỗi tuần trên tuyến đường. Các thành viên tham gia thay đổi luân phiên, vận chuyển thùng rác hàng ngày ra đường lớn để xe thu gom vận chuyển đến nơi xử lý rác. Trong các đường hẻm thì xe lớn, xe chuyên dụng không vô đổ rác được, thì mình để thùng ở những cái nơi nào những tiện lợi nhất cho người dân, người ta sẽ gom lại đó bỏ vào thùng, thì đến giờ thì mình sẽ có đưa xe kéo, mình kéo ra đường lớn để xe chuyên dụng chở đi. Tổ vừa đi thu gom rác vừa tuyên truyền, từ đó các hộ dân dần dần hình thành thói quen dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trước nhà, thu gom rác sinh hoạt bỏ vào thùng, không còn bỏ rác bừa bãi. Thấy việc thu gom rác có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, cùng với sự tâm huyết tuyên truyền vận động trong nhân dân, nên hầu hết các hộ đều phấn khởi và ủng hộ mô hình này. Trước đây khi mà chưa có cái tổ mà thu gom rác với chưa có bố trí thùng rác á, thì ở đây thật sự bà con nơi đây rất là băn khoăn, không biết là bỏ rác ở đâu nữa. Kể từ ngày có thành lập cái tổ mà thu gom rác rồi, bà con ở đây rất là phấn khởi. Hiện nay các tuyến đường trong tổ, tình trạng rác thải vứt bừa bãi không còn. Thay vào đó là các thùng đựng rác, cảnh quan môi trường thông thoáng. Mô hình sẽ tiếp tục mở rộng ra các tổ nhân dân tự quản lân cận trên địa bàn ấp. Qua thực hiện các cái mô hình thi đua dân vận khéo của xã, thì ban chỉ đạo cũng thấy được hiện nay các cái mô hình thực hiện mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực, đó góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước. Để đảm bảo môi trường và góp phần duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới, mô hình tổ thu gom rác thải sẽ được tiếp tục định hướng, nhân rộng và thực hiện hiệu quả, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong 10 tháng của năm 2023, địa phương đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó với các cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới, mưa dông, triều cường dâng cao, sạt lở đất ven sông và ven biển, đồng thời góp phần hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản, bảo vệ diện tích sản xuất, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân. Từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã khắc phục hậu quả sau thiên tai với kinh phí trên 580 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương và Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh, kịp thời hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân sửa chữa, xây dựng nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra, hỗ trợ gần 500 hộ dân khôi phục sản xuất, thực hiện đầu tư hơn 70 công trình thủy lợi, tổng mức đầu tư được duyệt hơn 110 tỷ đồng. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp và cực đoan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tăng cường chỉ đạo, phát huy các giải pháp, mô hình xây dựng kè, bảo vệ bờ biển, đê biển và những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức di dời người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn khi có bão, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện đủ điều kiện phòng chống thiên tai, triển khai giải pháp ứng phó trước hiện tượng El Nino. Sau đề xuất phương án nghỉ Tết Giáp Thìn từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, theo đó sẽ nghỉ Tết âm lịch 7 ngày. Nhiều trường đại học cũng đã công bố lịch nghỉ Tết dành cho sinh viên với thời gian nghỉ khá dài, ít nhất là 16 ngày. Riêng trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thì cho học sinh nghỉ Tết Giáp Thìn đến 28 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, tức là 19 tháng Chạp, đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024 là 16 tháng Giêng. Theo nhà trường thì việc cho sinh viên nghỉ sớm và vào học trễ nhằm giúp cho các bạn thuận lợi hơn trong việc đi lại, chi phí tàu xe khi tránh được khoảng cao điểm lưu thông Tết. Vào chiều hôm qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tước giấy phép hoạt động 3 tháng, phạt vi phạm hành chính 91 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi với các lỗi vi phạm như sau: không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách, bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông không thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe, sử dụng xe kinh doanh vận tải khách, kinh doanh vận tải khách du lịch theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng, không tổ chức khám sức khỏe đầy đủ cho lái xe. Còn đối với vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai làm chết 5 người, 4 người bị thương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe Thành Bưởi Hoàng Văn Tính. Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Công an Vĩnh Long đang tiến hành điều tra liên quan đến thông tin giả mạo về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long lắp đặt hệ thống 199 camera giám sát để xử lý vi phạm giao thông. Theo đó, thì vào ngày 31 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông báo nhấn mạnh rằng đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông sau 3 ngày hoạt động của hệ thống camera. Tuy nhiên là Công an thành phố Vĩnh Long đã bác bỏ nội dung trong thông báo trên và khẳng định đó là thông tin bịa đặt, sai sự thật và mạo danh cơ quan nhà nước. Công an thành phố Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng phát tán thông tin sai sự thật. Và tiếp theo cũng là một thông tin trên mạng xã hội. Một đoạn clip ghi lại cảnh màn bắt gà của nam thanh niên đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip ghi lại, hai thanh niên chở nhau trên một xe máy, người ngồi sau ôm theo một con gà trống. Tiếp đó, khi thấy một con gà màu trắng khác, thanh niên này liền xuống xe và giơ con gà trống ra. Ngay lập tức, con gà màu trắng liền lao tới và bị nam thanh niên bắt gọn chỉ trong tích tắc. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại. Tình huống này tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các gia đình cần phải cẩn trọng bảo vệ tài sản, vật nuôi, bởi lẽ các đối tượng trộm cắp hiện nay ra tay cực nhanh và chuyên nghiệp. Tiếp tục thực hiện cao điểm 60 ngày kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngày hôm qua, Công an tỉnh chủ công phối hợp với Công an cơ sở triệt xóa hai vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Trà Ôn. Vào chiều ngày 3 tháng 11, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đột kích và bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trái phép với hình thức đánh bài và đá gà qua mạng Internet được tổ chức tại nhà của một đối tượng. Tạm giữ 14 người có liên quan, cùng tang vật gồm 19 điện thoại, 15 xe máy cùng số tiền hơn 64 triệu đồng.
Sáng cùng ngày, tổ công tác cũng đã bắt quả tang hai người đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tạm giữ tang vật gồm 2 con gà, 2 điện thoại và tổng số tiền là 6.700.000 đồng. Qua 3 ngày xác minh và phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, đến sáng qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 2 công dân người Việt bị lừa bán sang các casino phía Campuchia là Hoàng Đình Thương trú tỉnh Yên Bái và Nguyễn Mạnh Tuấn thường trú tại thành phố Hà Nội. Diễn biến cụ thể của sự việc này đó là vào chiều ngày 31 tháng 10 vừa qua, đơn vị nhận được đơn tường trình của ông Hoàng Đình Đới tại tỉnh Yên Bái đề nghị đơn vị hỗ trợ giúp đỡ giải cứu em trai ra khỏi casino bên Campuchia gần cửa khẩu Prechak. Em trai của ông là Hoàng Đình Thương liên lạc, nói đang bị đánh đập. Nếu muốn trở về Việt Nam phải nộp tiền chuộc là 60 triệu đồng, nếu không kịp nộp sẽ bị bán sang Thái Lan. Đơn vị đã tiến hành trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia, đồn biên phòng cửa khẩu Prechak để giải cứu. Đi cùng với nạn nhân Thương còn có nạn nhân Nguyễn Mạnh Tuấn. Phía casino yêu cầu gia đình phải trả chi phí cho việc đi lại, ăn ở của cả hai tổng cộng gần 2.400 đô la Mỹ. Hiện đơn vị đã hỗ trợ một phần tiền tàu xe, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Tiên và tổ chức Rồng Xanh giúp đỡ đưa nạn nhân về với gia đình. Dù việc trên có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam và Campuchia tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Tình trạng người Việt Nam tìm cách xuất cảnh trái phép hoặc là bị lừa bán sang Campuchia lao động bất hợp pháp có dấu hiệu phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hành trình này đi dễ nhưng khó về. Có người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thế nhưng vì mức lương hứa hẹn đầy hấp dẫn, nhiều người vẫn bị lừa bán qua biên giới. Sau đây là hành trình tìm con đầy nước mắt của một người mẹ tại An Giang mà các phóng viên VTV ghi nhận được. Em đi lên đây anh thì đầu giờ thì nó cũng điện em. Mẹ ơi, sao mà mẹ cứu con được chưa mẹ? Sao mà mẹ? Em thấy con nói chuyện cái tội lắm. Theo thông tin mà bà Hào cung cấp, con trai bà hai lần bị bán và đưa vào làm việc tại các công ty kinh doanh trực tuyến ở Campuchia. Tại đây, con trai bà thường xuyên bị đánh đập, bị ép phải làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi đã cùng bà trong chuyến hành trình sang nước Campuchia. Manh mối duy nhất là tài khoản Facebook được con bà Hào lén sử dụng để liên lạc và chuyển về cho bà những hình ảnh người Việt Nam bị đánh đập và tra tấn. Tại Phnom Penh, bà Hào tìm đến Đại sứ quán Việt Nam. Đại sứ quán hứa sẽ gửi ngay công hàm đến Bộ Nội vụ Campuchia nhờ can thiệp và yêu cầu bà Hào liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phnom Penh. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Phnom Penh cho biết nhận được rất nhiều đơn cầu cứu giống như trường hợp con trai bà Hào. Thế nhưng kết quả xử lý lại rất hạn chế. Do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân mà có thể nói là khá tệ nhỉ. Trong cảm giác tuyệt vọng, bà Hào tìm đến chùa để cầu khấn. Con xin cứu con về Việt Nam bình an. Một ngày khai báo kêu cứu tại trụ sở cảnh sát tỉnh. Vị tướng nghe nói rằng cảnh sát tỉnh khó can thiệp để cứu người vì phải nhìn mặt chủ. Có một ngôn ngữ Việt Nam là đánh chó phải nhìn chủ, cho nên người ta dám chơi. Con trai bà Hào vẫn tiếp tục lén gọi kêu cứu mẹ. Lần theo định vị được lén gửi ra, bà Hào cùng người dẫn đường tìm tới cửa khẩu Osmat ở tận biên giới Thái Lan Campuchia. Họ đến tận hàng rào khu con bà bị giam giữ, thế nhưng chẳng thể làm gì, tường rào có điện. Tiếp tục là phần tin dự báo thời tiết. Cứ tuần này thời tiết ở Cần Thơ như thế nào, chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng quý vị khán giả. Dự báo cuối tuần này, thời tiết vẫn sẽ có mưa về chiều tối, còn từ sáng đến trưa, trời vẫn sẽ có nắng. Buổi trưa chủ nhật thì cảm giác khá nóng khi mà nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng là 33 độ. Những hoạt động vui chơi ngoài trời nên tránh khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến 14 giờ khi mà trời nắng mạnh nhất. Không chỉ Cần Thơ đâu mà nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ, trưa nay thì trời cũng sẽ có nắng. Về chiều tối có mưa dông cục bộ, có những nơi mưa vừa mưa to kèm theo dông. Nhiệt độ ở tại Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An
Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu đến Cà Mau ở ngưỡng là 31 cho đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở miền Đông Nam Bộ có mưa chủ yếu về chiều. Còn từ sáng đến trưa thì trời vẫn chủ đạo là nắng. Nhiệt độ có nhỉnh hơn ở miền Tây Nam Bộ vào khoảng là 32 cho đến 34 độ. Buổi trưa trời nóng. Thành phố Phú Quốc, cả hai ngày cuối tuần ở đây thì đều có mưa về chiều tối. Buổi trưa trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cả hai ngày cuối tuần ở ngưỡng là 32 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền ra vào đảo. Dự báo hôm nay ở cả vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang thì đều sẽ có mưa dông, dễ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Qua bàn tay khéo léo của người thợ bếp thì những nguyên liệu quen thuộc đã trở thành một loại bánh khéo gắn với ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả món bánh đậu xanh trái cây. Câu chuyện này cũng sẽ kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay sáng. Xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại. Bánh đậu xanh trái cây bắt nguồn từ nền ẩm thực cung đình Huế. Hồi xưa, người ta xem đây là món bánh quý tộc vì quá trình nặn bột rất dụng công và nó thường được dùng để chiêu đãi trong các yến tiệc của vua chúa quan lại. Ngày nay, bánh đậu xanh trái cây được người trẻ đón nhận như một món bánh dân gian có thể bắt đầu cho câu chuyện khởi nghiệp ít vốn. Đây là một loại bánh mà khâu chuẩn bị nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Ở đây quý khán giả thấy có đậu xanh cà loại ngon, kế bên thì có muối, có đường, có bột rau câu. Mà đậu này thì trước lúc mình đem đi nấu chắc cũng phải ngâm nguyên hả? Dạ đúng rồi đó chị, trước khi ngâm thì mình cũng phải lựa lại cho thật sạch và ngâm khoảng 4 tiếng đó chị. Khi mà mình nấu chín rồi, mình hấp chín rồi thì mình phải xay và cho sầu riêng và cái đường vào để mà mình sên đó chị ha. Và mình phải để nó nguội rồi để nó sánh lại và để mình tạo hình. Khâu chuẩn bị đơn giản bao nhiêu thì lúc tạo hình trái cây lại kỳ công và tỉ mỉ bấy nhiêu. Có thể nói đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo tay và cả óc sáng tạo. Từ cách tạo hình cho đến khâu tô màu phải bật lên được nét đẹp tinh tế của món bánh. Về chất lượng, nếu không có lớp vỏ đông sương dẻo dai này thì độ ngon của bánh giảm đi một nửa. Bánh sẽ giòn hơn nếu áo thêm lớp rau cầu thứ hai. Người thợ khéo tay sẽ còn dùng lá thật trang trí để những phiên bản trái cây tí hon thật sự bóng đẹp và cuốn hút. Với cách làm này thì mình bảo quản bánh được bao lâu hả Quyên? Dạ với cách làm này thì mình bảo quản bánh có thể ở ngăn mát thì một tuần lễ á chị, còn nếu mà ngăn đông thì có thể hơn 2 tháng á chị. Và đối với em á thì em có 3 tiêu chí, đó là sản phẩm á bên ngoài thì phải bắt mắt, còn bên trong á thì phải ngon và đặc biệt á là phải an toàn vệ sinh thực phẩm nữa chị. Thưa quý khán giả, những chiếc bánh quá xinh xắn, quá đáng yêu, hỏi sao không là điểm nhấn trong các dịp lễ Tết hay là tiệc gia đình. Và tôi nghĩ rằng trải nghiệm làm bánh đậu xanh trái cây cũng là một trải nghiệm khá thú vị đối với những gia đình có con nhỏ. Người lớn thì lưu giữ được ký ức tuổi thơ của mình, trẻ con cũng học hỏi được điều hay. Và đặc biệt những bạn trẻ hoàn toàn có thể xem đây là ý tưởng khởi nghiệp ít vốn. Tôi thì tôi tin chắc rằng bất kỳ ai khi nhận được một món quà thơm ngon, xinh xắn như thế này thì có thể vui cả ngày đó ạ.